Hôm nay thì sẽ chữa ông ta cái đề thi thử học kỳ 1 lớp 11 đề số 01. Và thầy muốn rằng là tất cả các bạn và các em đã được phát đề này rồi thì tất cả các bạn và các em cùng comment đáp án xuống phía dưới cho thầy nhé, để mình biết được là mình làm đúng hay mình làm sai. Ok. Mình bắt đầu đi chưa? Chiến đấu nhá. Sẵn sàng. Chấm cái sẵn sàng. Chấm cái sẵn sàng rồi vào học. Chấm cái sẵn sàng vào học ạ. Ừ. Các bạn thả chấm để mình sẵn sàng, mình còn vào học. Căng nhỉ, học kỳ 1 căng phết. Câu số 1. Câu số 1 đáp án gì ạ? Khí X được tạo thành trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch gây hiệu ứng nhà kính. Khí X là khí X được tạo thành trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch gây hiệu ứng nhà kính. Khí X là gì? Các bạn comment đáp án nha, các bạn cùng comment đáp án xuống phía dưới ạ. Bởi vì là mình một lần sai là một lần đúng, đúng không? Một lần sai là một lần mình tiến gần tới cái đúng hơn nhá. Sai 10.000 lần chúng ta sẽ trở thành thiên tài. Câu số 1 nào, các bạn comment đáp án ở đây là khí X được tạo thành trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch. Thế nhiên liệu hóa thạch là gì? Nhiên liệu hóa thạch là than đá này, được chưa? Là dầu mỏ này, được không? Hoặc ở đây mình có từ chốt là khí X là gây hiệu ứng nhà kính, gây hiệu ứng nhà kính đấy. Thế thì khí X mà gây hiệu ứng nhà kính vậy thì nó chỉ có thể là anh nào thôi? Nó chỉ có thể là anh CO2. Ok, chính xác, rất tốt. Câu 2 ạ. Câu 2 ạ. Kim loại sắt tác dụng được với dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2? Thế thì điều kiện để kim loại sắt tác dụng với dung dịch mà sinh ra khí H2 thì khi và chỉ khi là dung dịch đấy nó làm sao ạ? Nó là axit loại 1, là HCl hoặc H4 loãng nhé các em nhé. Nó phải là HCl hoặc là H4 loãng. Vậy H2O3 đặc là không được. COSO4 cũng không được, mặc dù là sắt có tác dụng. H2O4 đặc nóng cũng không được bởi vì nó sinh ra khí SO2. Vậy đáp án đúng ở đây của chúng ta nó chỉ có thể là đáp án B mà thôi. Câu 2, đáp án chính xác nhất của chúng ta là đáp án B nào. Các bạn comment mạnh mẽ lên xem nào. Ô, thế về nhà chưa làm câu này à? Về nhà chưa làm đề này hay sao? Chưa làm bị phạt đấy. Câu số 3. Natri hydrocarbonate được dùng làm bột nở để chế thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit. Công thức của natri hydrocarbonate là gì ạ? À, các bạn comment đáp án này xem nào. Công thức của natri hydrocarbonate là gì? Công thức của natri hydrocarbonate. Đâu hết rồi? Rồi, C chính xác. Rồi, tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án C, natri hydrocarbonate. Tốt. Câu số 4 ạ. Sắt có số oxy hóa dương 2 trong hợp chất nào sau đây ạ? Sắt có số oxy hóa dương 2 trong hợp chất nào sau đây? À, sắt có số hóa dương 2 trong hợp chất nào sau đây? Đấy, mình sẽ có đây là sắt dương 3 này. Đúng không? Sắt này sắt dương 3 này. Sắt dương 3 này. Vậy ở đây là sắt dương 2 này. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A các em nhé. À, ok. Câu số 5 ạ. Hydroxit nào sau đây dễ tan trong nước điều kiện thường? Câu này nhiều bạn sai lắm. Hydroxit nào sau đây dễ tan trong nước ở điều kiện thường? Các bạn chú ý đều nhé. Dễ tan. Thế thì ALOH 3 lần. ALOH 3 lần nó là hydroxit kết tủa. Kết tủa dạng huyền phù màu trắng. MgOH 2 lần nó là chất rắn màu trắng luôn rồi. CO2 2 lần là kết tủa màu trắng xanh. Thầy ghi lại nhé. Đây này, huyền phù màu trắng. Màu trắng này các bạn nhớ này. MgOH 2 lần cũng màu trắng này. Được chưa? CO2 2 lần là màu trắng xanh nhé. Màu trắng xanh. Vậy, hydroxit dễ tan trong nước ở điều kiện thường. Ở trong này của chúng ta nó chỉ có thể là anh C mà thôi. BgOH 2 lần. Được chưa? Tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án C. Câu số 6 á. Công thức của sắt 3 hydroxit là gì? Nào các bạn cùng chọn cho thầy đáp án xem nào. Câu số 6 đáp án gì ạ? Câu số 6. Bao giờ các em thi học kỳ ạ? Các em thi học kỳ môn hóa này là các em sẽ là thi tập trung hay là các em thi đề ở trên lớp thôi? Sáu, công thức của sắt 3 hydroxit. Sắt 3 hydroxit là FeOH 3 lần đúng không? Đáp án đúng là đáp án A. Câu số 7 đây. Cho khí hydro dư đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3. Hydro dư đi qua ống sứ đựng Fe2O3
nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được Fe và H2O. Thế ta có nhiều cách làm đó nhá. Ta có rất nhiều cách làm. Thì trong này thì mình sẽ có một cái cách làm là cái cách mà viết phương trình được. Đây 2. Đúng không? 2 sắt thì đây là 3. Đây là 3. Mình sẽ có tìm được số mol sắt là 5,6 chia cho 56. Nguyên tử khối của sắt là 56 mà. Thì bằng 0,1. Và đề bài hỏi chúng ta là giá trị của M. Vậy này. 0,1 x 1 chia 2 bằng 0,05. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được khối lượng. Hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm khối lượng của Fe2O3 nó bằng là 0,05 nhân phân tử khối của Fe2O3 là 160. Thì bằng 0,05 nhân 160. 0,05 bằng 8 gam. 8 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Câu số 8 ạ. Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam AG. Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam AG bằng dung dịch HCl dư thì thu được MgCl2 cộng với lại H2. Được chưa ạ? Thế thì số mol AG chúng ta là bằng 2,4 chia cho 24 bằng 0,1. Thì theo cái phương trình này thì mình sẽ tìm được số mol hydro của mình bằng 0,1. Vậy mình sẽ tìm được V. V bằng số mol là 0,1 nhân với 2,4 thì bằng 2,24 lít. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Ok chưa? Nào các bạn cũng comment cho thầy xem đáp án câu số 9 là đáp án gì. Sau đây có phương trình ion rút gọn là H cộng cộng O trừ tạo thành H2O. Thì các em lưu ý thế này. Đây là phương trình ion rút gọn. Thế thì ý B này có CH2 lần là chất kết tủa. Thì chất kết tủa phải có trong phương trình ion rút gọn. Trong này không có CH2 lần nên loại ý B. Ý C có HCO3 trừ là chất điện ly yếu. Nhưng mà nó không có trong phương trình rút gọn này nên loại đáp án C. Tương tự như vậy, đáp án D loại CH2 lần. Vậy phương trình ion rút gọn chỉ có thể là A. Câu số 10. Khí sinh ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch rất độc và gây ô nhiễm môi trường. Khí X là. Thì vì khí mà sinh ra quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch rất độc và gây ô nhiễm môi trường nó chỉ có thể là CO. Câu 11. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Thì chất có tính lưỡng tính của chúng ta, rất nhiều bạn bị nhầm nhé. Mình có 5 hydroxit lưỡng tính. Là gì ạ? Nhôm hydroxit. Kẽm hydroxit. Chrome hydroxit. Thiếc hydroxit. Chì hydroxit. Được chưa? Vậy chất có tính lưỡng tính ở trong này đó là đáp án C, AlOH 3 lần. Câu 12. Sắt có số hóa dương 3 trong hợp chất nào? Thì dương 3 đây. Ý C. Câu 13. Ở nhiệt độ thường, kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư? Ở nhiệt độ thường kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư? Thì tan hết trong nước dư, nhôm không tan, sắt không tan, đồng không tan. Đáp án đúng là đáp án A các em nhé. À. Câu 14. KOH tác dụng với chất nào sau đây tạo thành kết tủa FeOH 2 lần, FeOH 3 lần? Thì không thể tác dụng. KOH không tác dụng với FeO, không tác dụng với Fe2O3, không tác dụng với Fe3O4. Tại vì KOH là dung dịch kiềm nên không tác dụng được với oxit. Bao giờ? Vậy ở đây mình sẽ có KOH nó chỉ tác dụng được với FeCl3 để tạo thành FeOH 3 lần cộng KCl. Được chưa? Kết tủa màu nâu đỏ luôn nhé. Bonus cho thêm là màu nâu đỏ. Câu 15. Chất nào sau đây là chất điện đi yếu? Thì chất điện đi yếu ấy, nó là axit yếu, là bazơ yếu. Đúng không ạ? Vậy ở đây này, HCl là axit mạnh, NaOH là bazơ mạnh bỏ. KNO3 là muối bỏ. Và đây mình chỉ có anh nào thôi. CH3COH nó là axit yếu. Vậy CH3COH là axit yếu, nó chính là chất điện đi yếu. Ok chưa? Thực ra về mặt bản chất thì anh CH3COH nó còn bị điện ly. Bởi vì nó là anh axit yếu nên nó bị điện ly, thì viết là CH3COO trừ cộng với lại H cộng. Đấy các bạn nhớ chưa? Câu 16 á. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Hãy chia sẻ buổi học này lại và comment đáp án thật mạnh mẽ, bởi vì đây là buổi học free ạ.
Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em rất nhiều. Mình sang câu tiếp theo, câu số 16. Natri hydroxit còn được gọi là sút ăn da, công thức khoa học là gì? Natri hydroxit còn được gọi là sút ăn da thì có công thức khoa học là gì? Thì nó sẽ có công thức khoa học là NaOH. Quá dễ dàng đúng không? Câu 17 ạ. Chất nào sau đây có một liên kết 3 trong phân tử? Chất nào sau đây có một liên kết 3 trong phân tử? Cái này là kiểm tra về trường đại cương hữu cơ. Metan này. Metan làm gì có liên kết 3? Toàn là liên kết đơn. Ethylen này. Một liên kết đôi. Acetylen này. Chúng ta thấy có liên kết 3 chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta câu 17 là đáp án C. Câu 18 ạ. Ui giời, câu 18 này nhiều bạn nhầm. 18 này mới nhiều bạn nhầm. Thành phần chính của các loại ốc vỏ của các loại ốc sò hến là gì? Thành phần chính của các loại vỏ ốc sò hến là CO3. Đáp án đúng chúng ta đáp án B. Câu 19 ạ. Hòa tan 0,1 mol nhôm bằng NaOH dư thì tạo thành Na AlO2 cộng H2. Ok chưa? Thì chỗ này là cộng 3/2 H2. Còn là 3. Đây trong này còn cộng nước. Thì mình sẽ có số mol nhôm bằng 0,1. Thì suy ra số mol H2 bằng 0,1 nhân 1,5 bằng 0,15. Và với bằng 0,15 thì chúng ta sẽ tìm được V của khí hydro sẽ bằng là 0,15 nhân với 2,4 thì bằng 3,36 lít. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D, 3,36 lít. Câu 20 ạ. 20 này khó này. Nung 6 gam hỗn hợp gồm nhôm và sắt. Nhôm và sắt 6 gam trong không khí thì thu được 8,4 gam hỗn hợp X chỉ chứa các oxit. Đấy chưa? Vậy mình có thể quy đổi hỗn hợp X này về nhôm, về sắt và về oxy trong oxit. Hòa tan hoàn toàn X cần vừa đủ HCl. Đấy chưa? Xác định giá trị của V. Thế thì phải là khi mà hòa tan ấy thì mình sẽ thu được trong dung dịch X này, ta sẽ thu được là gì? H2O. Đúng không? Vậy này, đầu tiên này, mình bảo toàn khối lượng. Thì mình có này, trong khối lượng cái anh oxit này thì nhôm và sắt vẫn giữ nguyên khối lượng là 6 gam. Vậy mình tìm được khối lượng của oxy trong oxit. Oxy trong oxit nó bằng là 8,4 trừ đi 6 bằng 2,4. Từ đây chúng ta sẽ tìm được số mol của oxy trong oxit bằng số mol oxy trong oxit bằng 2,4 chia cho 16 bằng 0,15 ạ. Đấy chưa? Đến đây mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Có phải mình có oxy trong oxit chứa hết vào nước không ạ? Nên số mol oxy trong oxit chính bằng số mol nước và bằng 0,15. Và đến đây mình đi xác định được số mol của phản ứng của HCl thì chính bằng 2 lần số mol nước bảo toàn hydro và bằng 2 nhân 0,15 bằng 0,3. 0,3 mà chia cho 1 thì bằng 0,3, vậy là 300 ml. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta nó là đáp án A. Dễ chưa? Xịn chưa? Xịn chưa? Quá dễ dàng. Câu 21 ạ. Các bạn có comment thể đáp án câu 21 đáp án gì? 21 ạ. Kim loại nào sau đây không tan ở trong 24 loãng? Kim loại nào sau đây không tan được trong 24 loãng ạ? Thế thì để mình nhẩm là những cái anh kim loại nào mà tan được trong dung dịch 24 loãng thì đó là những cái anh kim loại mà đứng trước hydro trong giai điện hóa. Đúng không? Vậy không tan được là đồng, đồng đứng sau. Câu 22. Kim loại nào sau đây được điều chế pháp nhiệt luyện với chất khử là CO thì điều kiện mà CO chỉ tác dụng với các oxit của các kim loại đứng sau anh nhôm.
Vậy mình đọc dễ nền hóa thôi. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa. Vậy nó chỉ có thể là động. Câu 23. Úi dồi ôi, câu này dễ ợt. Thành phần chính của muối ăn là gì? Câu này cho vào có mà gọi là cho điểm. Thành phần chính của muối ăn là gì? Nào các bạn cũng comment đáp án thì xem nào. Thành phần chính của muối ăn là gì? Thành phần chính của muối ăn mà. Nữa. CL đúng không? Quá dễ. 24. Ở trạng thái rắn, hợp chất X tạo thành một khối trắng gọi là nước đá khô. Nước đá khô thì không nóng chảy mà thăng hoa, được dùng để tạo môi trường lạnh không có hơi ẩm. Vậy chất X của chúng ta nó chỉ có thể là CO2. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 16. Dung dịch nào hòa tan được Al2O3? Thì Al2O3 của chúng ta nó là oxit lưỡng tính. Nó là oxit lưỡng tính. Thì cái anh oxit lưỡng tính này nó sẽ bị hòa tan bởi anh axit và bởi anh dung dịch kiềm. Được không ạ? Nó sẽ bị hòa tan bởi anh axit hoặc là dung dịch kiềm. Vậy ở đây axit bị hòa tan này. AHCl. Câu 27. Hòa tan M gam sắt. Hòa tan M gam sắt Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng dư. H2SO4 loãng dư thì thu được FeSO4 cộng với lại H2. Được chưa? Mình có này, số mol H2 bằng 2,24 chia 2,4 bằng 0,1. Vậy mình suy ngược ra được số mol sắt bằng 0,1. Vậy mình tìm được khối lượng của sắt. Đúng không? Mình tìm được khối lượng của sắt bằng 0,1 nhân 56. Khối lượng của sắt 0,1 nhân 56 thì bằng 5,6 gram. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C, 5,6. Câu 28. Nhiệt phân hoàn toàn 10 gram CaCO3. Nhiệt phân hoàn toàn 10 gram CaCO3. CaCO3. Nhiệt phân hoàn toàn mình thu được CaO cộng với CO2. Số mol CaCO3 bằng 10 chia cho 100 bằng 0,1. Vậy số mol CaO cũng bằng 0,1. Vậy mình tìm được khối lượng của CaO bằng 0,1 nhân 56 bằng 5,6 gram. Vậy đáp án đúng chúng ta đó là đáp án C, 5,6 gram. Ok chưa? 29 ạ. 29 này mấy mình nhiều đứa sai này. 29 các em chọn đáp án gì nào? 29. Cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch ạ? Không cùng tồn tại trong một dung dịch có nghĩa là phản ứng với nhau đấy. Câu hỏi này tương đương với việc là những cặp chất nào sau đây phản ứng với nhau. Thì anh này không phản ứng, anh này không phản ứng, anh này không phản ứng. Mà chỉ có CuSO4 và NaOH để nó tạo thành CuOH hai lần kết tủa màu trắng xanh cộng Na2SO4. Được chưa? Ưu tiên tạo thành chất kết tủa, chất điện đi yếu. Đúng không? Các bạn nhớ không? Câu 30 ạ. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 2 sau khi kết thúc phản ứng? Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 2 sau khi kết thúc phản ứng ạ? Fe và H4 loãng thì chắc chắn sẽ tạo thành FeSO4 rồi. Vậy đây thu được muối sắt 2 rồi. A luôn. 31. Nung nóng FeOH 3 lần đến khối lượng không đổi thì thu được chất rắn là gì? Nung nóng FeOH 3 lần đến khối lượng không đổi thì mình sẽ thu được chất rắn là Fe2O3. Đây này, hỏi phân này. Không biết các bạn còn nhớ phân không ạ? Các loại phân lân thì đều cung cấp cho cây trồng nguyên tố nào? Thì tất cả các loại phân lân ấy thì nó đều cung cấp cho cây trồng nguyên tố gì? Nguyên tố gì ạ? Nguyên tố kali là phân kali rồi. Nguyên tố nitơ là phân đạm rồi. Vậy chỉ có thể là cung cấp cho cây trồng nguyên tố phospho. Đáp án đúng là đáp án A. Chất nào sau đây là muối axit? Thì muối axit là muối mà còn mà cái gốc axit của nó còn hydro. Vì vậy đáp án đúng là đáp án C. Câu 34. Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl? Thì chất mà tác dụng với dung dịch HCl không thể MgCl2, không thể BaCl2, không thể AlNO3 3 lần, mà nó chỉ có thể là AlOH 3 lần thôi. Bởi vì nó là hydroxit lưỡng tính. 35. Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch KHCO3? Chúng ta lưu ý này, KHCO3 có ion HCO3 chữ. Vì vậy nên nó là lưỡng tính. Và nó lưỡng tính thì nó sẽ tác dụng được với cả axit và cả bazơ. Vì vậy nên đáp án đúng là đáp án C. Vì KHCO3 tác dụng được với HCl.
Câu 36. Vào mùa đông, nhiều gia đùng đình sử dụng bếp than đặt trong phòng kín để sưởi ấm, gây ngộ độc khí dẫn đến tử vong. Nguyên nhân gây ngộ độc khí là do khí nào? Là do là khi mà than cháy trong môi trường là oxy thiếu thì nó sẽ sinh ra anh khí độc là CO, carbon monoxide. Anh carbon monoxide này nó sinh ra thì nó sẽ làm kết tủa hồng cầu hemoglobin. Ok chưa? Câu 37. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch ạ? Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch? Cùng tồn tại là không phản ứng với nhau. Anh này là bazơ, anh này là axit phản ứng này. Đúng chưa? Anh này là NH4 cộng cộng OH trừ tạo thành NH3 này. Anh này là sẽ NH3 tính bazơ nó tạo thành kết tủa ALOH3 lần này. Do NH3 có tính bazơ cung cấp ion OH trừ này. Vậy ở đây cùng tồn tại trong dung dịch là gì? CuNO3 lần HNO3. Câu 38. 0,42 gam hỗn hợp X gồm natri và kali, vậy thì đặt số mol natri là A mol, số mol của kali là B mol, thì có phải thầy sẽ có hệ phương trình. Khối lượng natri là 23A, kali là 39B thì bằng 0,425. Ok chưa? Bây giờ sinh ra khí hydro thì mình bảo toàn E, natri nhường 1E, 1A, kali nhường 1E, 1B thì bằng số mol hydro 0,168 chia 2,4, 7,5 nhân 10 trừ 3 nhân 2, bởi vì 1H2 nhận 2E. Đến đây mình tìm được A và B. Đến đây mình tìm được A và B. 23 bằng 39 bằng 0,425 bằng 1 bằng 1 bằng 7,5 nhân 10 trừ 3 nhân 2 bằng A bằng 0,01, B bằng 5 nhân 10 trừ 3. Vậy hoàn toàn A bằng 0,01 thì mình sẽ tìm được khối lượng 0,01 nhân 23 bằng 0,23 gam. Đáp án đúng đáp án B, bỏ 0,23 gam. Được chưa? Ok nha. Tiếp tục ạ. Tiếp tục ạ. Câu 39. Ở bên dưới là thầy có ghim cái link của nhóm 2K6. Ở trong này thầy sẽ cập nhật các đề và các cái tài liệu liên tục từ giờ đến kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia của các em. Nên là các bạn chú ý là vào trong cái nhóm này để nhận tài liệu nhá. Câu 39. Bài 9 này nhìn tanh không? Quá tanh. Các bạn cùng non thầy chinh phục câu 20, câu 39 cho các em nhá. Nung 0,04 mol hỗn hợp hơi nước và khí CO2 đi qua carbon nung nóng đỏ. 0,04 mol hơi nước khí CO2 đi qua carbon nung nóng đỏ, thu được 0,07 mol hỗn hợp gồm CO, H2, CO2, cho Y đi qua ống đựng 20 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, CuO dư đun nóng 20 gam, thu được chất rắn, xác định M. Thế thì ở câu này chúng ta sẽ làm này, mình đặt đi. Chúng ta đặt số mol của H2O là A, thì có phải số mol CO2 của chúng ta nó sẽ là 0,04 trừ A không ạ? Mình bảo toàn hydro thì đây là 2 hydro này, vậy đây là 2 hydro này, vậy số mol nước bằng số mol H2 là A. Ok chưa? Mình đặt số mol CO của mình là B, thì số mol CO2 là 0,07 trừ A trừ B không? Được chưa? Vậy tới đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy của cái vế. Đây, A nhân 1 cộng 2 nhân 0,04 trừ A bằng B nhân 1 cộng 2 nhân 0,07 trừ A trừ B. Được chưa? Vậy tới đây mình sẽ có này, 0,08 trừ A bằng B cộng với 0,14 trừ đi 2A trừ đi 2B. Ok chưa? Vậy hoàn toàn đây mình sẽ có này, A vứt sang đây là còn trừ A, B đây là trừ B, 0, thì bằng 0, trừ 14 đây là trừ 0,06.
Vậy suy ra A cộng B thì bằng 0,06. Đây, A cộng B bằng 0,06. Mặt khác chúng ta nhìn thấy A cộng B này chính là bằng số mol của CO và số mol của CO cộng hydro. Mặt khác, số mol của CO cộng hydro cũng chính bằng số mol của oxy trong oxit phản ứng. Mà số mol oxy trong oxit phản ứng thì bằng khối lượng của chất rắn trước trừ khối lượng của chất rắn sau chia 16. Vậy hoàn toàn mình tìm được khối lượng của chất rắn sau bằng 16 nhân 0,06. Khối lượng chất rắn trước ở đây đề bài cho bằng bao nhiêu đấy ạ? 20g, 20 trừ đi bọn này. 20 trừ đi. Trừ đi 16 nhân 0,06. 20 trừ đi 16 nhân 0,06 bằng 19,04g. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án A, các em nhé. A. Ok chưa? Câu 40. Câu 40. Các bạn cùng quan sát câu 40 cách giải cực xịn của thầy nhé. 0,56g. Một câu khó đấy. Hỗn hợp gồm carbon và lưu huỳnh tác dụng hết với lượng dư H2O3 đặc nóng thì thu được 0,16 mol hỗn hợp gồm NO2 CO2. Vậy nếu bây giờ mình đặt số mol carbon là A thì số mol SO lưu huỳnh là B, H2SO4, thì CO2 sẽ là A, NO2 nó sẽ là 0,16 chữ A. Vậy tới đây mình đi, thứ nhất mình sẽ hệ phương trình 12A khối lượng carbon cộng 32B khối lượng lưu huỳnh thì bằng 0,56. Phương trình thứ hai là bảo toàn E. Carbon 0 nên carbon dương 4, 4A. Lưu huỳnh 0 nên lưu huỳnh dương 6, 6B bằng nitơ dương 5 về nitơ dương 4, 1 nhân với 0,16 trừ A. Và đến đây mình tìm được A, B. Nào các bạn bấm máy tính cho thầy xem A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu. Nào các em bấm máy tính thầy nhé, xem A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu. A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu. Các bạn bấm máy tính giúp thầy. Dễ mà. Câu này dễ lắm. Dễ cực kỳ luôn. Các bạn bấm máy tính giúp thầy. Và comment xuống phía dưới nha, xem A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu. Đáp án bao nhiêu ạ? A bao nhiêu, B bao nhiêu các em? A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu ạ? Các bạn comment cho này, bấm máy tính nó thêm mà. Thầy bấm suốt rồi. Cùng bấm máy tính xem ạ. Cho thầy cái đáp án xem nào. Xem là đáp án A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu. Rồi, cảm ơn. Tem. A bằng 0,02. B bằng 0,01. Được chưa? Đây ạ, carbon bằng 0,02 0,01. Vậy này, bây giờ thầy có thể đặt, thầy đặt, đây thì có hỗn hợp này 0,50, thầy đặt là carbon và lưu huỳnh thì có công thức trung bình là x trung bình. Được chưa? Giá trị của x trung bình thì nó sẽ bằng khối lượng là 0,56 chia tổng số mol là 0,02 cộng 0,01 thì bằng 56/3. Được chưa? Bây giờ bài nói là đốt toàn bộ 0,56g x, có nghĩa là đốt toàn bộ thằng x này 56g. Vậy là số mol nó là 0,03. Trong oxy thì mình thu được XO2 0,03. Ok nhá. Rồi hấp thụ sản phẩm và dung dịch Y chứa NaOH và KOH
hấp thụ vào NaOH 0,02 mol và KOH 0,03 mol. Được chưa? Thế thì mình sẽ đưa bài toán này về bài toán OH trừ CO2 hoặc SO2 sục vào dung dịch kiềm. Mình tìm được số mol OH trừ. Nó bằng là 0,02 cộng 0,03. Bằng 0,05. Ok chưa? Vậy mình sẽ có này. Số mol OH trừ chia cho số mol XO2 nó bằng là 0,05 chia 0,03 bằng 1,667. Anh này lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. 1 tương với việc tạo thành HXO3 trừ, 2 tương với việc tạo thành XO3 2 trừ. Được chưa? Đặt cháu này là X, đặt cháu này là Y. Mình sẽ có X cộng Y bảo toàn X thì nó bằng là 0,03. Bảo toàn điện tích thì mình sẽ có 2X cộng Y thì bằng số mol OH trừ 0,05. Và hoàn toàn mình tìm được X bằng 0,02, Y bằng 0,01. Ok chưa? X bằng 0,02, Y bằng 0,01. Đề bài hỏi chúng ta là giá trị của m gam chất tan ở bên trong dung dịch sau phản ứng. Thế thì trong dịch sau phản ứng chúng ta sẽ gồm XO3 trừ này, HXO3 trừ này, Na cộng 0,02 và K cộng là 0,03. Vậy giá trị khối lượng của bọn chất tan chính là bằng tổng khối lượng của tụi này. Ok chưa? 0,02 nhân 23 cộng 0,03 nhân 39 cộng với 0,02 nhân X là bằng 56/3, mình vừa tính bên trên. 56 chia 3 cộng 16 nhân 3 cộng với 0,01 nhân 1 cộng với 56 chia 3 cộng 16 nhân 3 bằng 3,64 gam. 3,64 gam. Vậy câu 40 đáp án đúng, chúng ta là đáp án à. Đấy các bạn thấy không ạ? Đây là một cái đề thi học kỳ mà đã bị thể mình hack. Được chưa? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi cái buổi học ngày hôm nay.